Ý. Ủa Hương, Tú làm gì đó? Nói nghe nè, sáng giờ Tú chạy bàn mệt quá, mấy Hương giúp Tú nghe, lau mấy cái bàn. Trời ơi Tú ơi Tú, nè Hương mới vừa đi làm bộ móng tay về nè, thấy không? Còn mấy Toanh nè, bây giờ mà Hương lau cho Tú là coi như nó chạy móng tay hết trơn là phí lắm. Vậy á, hiểu mấy đi giao cà phê giùm đi. Ý chết, trời hèn chi mà nói sáng giờ đi chợ mà quên mua cái gì mà thiếu cái gì bây giờ mới nhớ. Hương quên mua cái kem chống nắng rồi, bây giờ trời nắng lắm, đi ra ngoài là hư da của Hương hết luôn á. Hiểu rồi, ý là không muốn làm phụ người ta chứ gì. Bởi vậy ta nói hả, miệng thì nói thích người ta mà nhờ cái gì cũng không được. Không có phải đâu, tối nay mình đi coi ca nhạc đi, Hương có mua hai cái vé coi ca nhạc nè. Nhớ. Thôi nói chứ bận rồi, hôm nay ba mẹ đi vắng, bởi vì kêu Tú ở đây coi quán đó, không có đi. Chủ quán ơi, cho ly nước gì mà nó mắc nhất đây chủ quán? Hôm nay bày đặt chơi sang đây mắc nhất cũng có 20 ngàn, bày đặt kêu như vậy làm gấp đôi lên cũng được ha. Trời ơi chú nghe. Hai kêu kìa, kêu đâu? Nó nghe nè Hường, qua đây. Trời đất ơi, ổng kêu kìa, ổng kêu Hường chứ kêu ai. Ôi, tối nay vậy mà chú không hiểu à chú. Nghĩa con nghĩa là Hường chơi chú xấu, thích anh Tú đẹp trai đó. Cầm hậu lại Hường, qua nó nghe nè. Ờ, xíu đi nha anh hai. Chú không hiểu à. Cầm cái giấy này đem qua cho Hường. Đi, tối nay đi coi ca nhạc đi. Để Hường nói là không có được Hường. Ôi, hay lắm. Phải nhạc ở quán. Hãy nhìn đi, đây là danh sách quà tặng cho Hương của chú Hai Teo đó. Danh sách quà tặng cho em Hương: nước hoa si cây, đầm da rà, son môi Christian, giày Dior. Bum à, rồi cái xong gì vậy? Cái gì vậy? Đi nổ banh xác. Không có nổ đâu nghe Hương, anh nói Hương nghe nè, anh mới mua đất xong bây giờ anh trúng đất ha, giá nó tăng lên gấp đôi rồi, anh có lời nhiều lắm nha. Ba cái món quà đó là anh sẵn sàng anh mua cho Hường hết. À. Ủa mà làm cái gì mà lời nhiều dữ vậy? Là đây đi. Hả? Anh làm gì anh mua bán gì mà anh lời dữ vậy? Đây nè, anh mua đất đó. Cái bây giờ cái nhà thí dụ như mình mua một, bây giờ nó tăng lên gấp đôi rồi, hiểu không? Nhưng mà anh để đó, đợi tăng lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 mình bán một lần, hốt một đống tiền. Chú đừng có chủ quen nha chú. Vậy con nghe nói là cái miếng đất đó là sắp có dự án hả chú? Mày điên quá à. Dự án cái gì? Mấy cái thằng mà cò nhà cò đất đó, nó nói chuyện với mày sáng nay tao thấy chứ bộ. Không có. Nó là nó thấu cấy mày đó, hiểu không? Nó biết là sẽ có lời, nó giờ bộ nó làm vậy để cho mình hoang mang, xong mình bán rẻ, bán đổ, bán tháo, cái nó mua lại, cái nó ngâm đó, chừng nào giá đất tăng lên tới đỉnh á là nó tung ra nó bán, nó lấy lời, mày hiểu không? Con lo lắm chú. Lo gì lo? Bởi vì con cũng hùng vốn vô với chú, có phần của con nữa mày. Phần mày nhiêu phần tao nhiêu chứ có gì đâu mà mày sợ. Chú, con nói là chú bán đi, lời chừng đó đủ đâu, đừng có thêm nữa. Cái thằng này nó lèn èn, nó làm ăn mà mày lèn èn quá. Tôi biết sao không? Gì? Có cái chuyện này nè, con kể cho chú nghe thử xem. Chuyện gì? Chuyện là gì nè chú? Dạ chó, biết vậy đừng có rút tiền ngân hàng đi, cùng giống với ông Hai Tiêu mua đất. Từ ngày mua đất Hùng giống giọng xong đi, mình bỏ tiền đi, mình cứ nấm nấp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên nữa. Thiệt cái tình biết là treo luôn. Tôi nhớ. Im. Im ơi. Cứu tôi nhớ. Im ơi. Cứu tôi nhớ. Im. Im ơi. Im. Sao vậy? Em bị làm sao vậy? À, anh đây. Anh vẫn còn nguyên hả? Vẫn còn nguyên quá. Anh nằm mơ. Em mơ thấy cái gì? Em mơ thấy ác mộng. Mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái gì? Nói đi. Em mơ thấy... Thôi em nói đâu. Nói mắc cầu anh lo á. Thôi ngủ tiếp đi. Nào ngầu vậy nấu đi bà nào ơi, nấu đi. Tự nhiên nói chuyện nữa bà, xong rồi đỡ cho người ta tò mò. Bây giờ sao người ta ngủ được? Anh ép em nói nha. Nào đi. Em mơ thấy anh bị người ta giật giỏ sách. Mất tiền hả? Ừ.
Xong rồi cái anh đuổi theo người ta, anh lao ra đường, một chiếc xe lao tới anh. Tự nhiên anh đang từ một, anh thành hai khúc. Mơ cái gì mà ác ôm vậy bè nào? Nghĩ cho tôi bị thành hai khúc gì trời. Thì anh ép em nói gì sao? Trời. Sao tự dưng mơ thấy tôi mất tiền vậy? Đang rối mà tự nhiên tôi mất tiền là sao? Ờ, ghê lắm. Mà không những là chỉ có đêm nay đâu, mấy đêm trước em cũng mơ ác mộng nữa. Mà cái tên cướp đó cũng có một tên à? Một tên một. Một tên ba đêm, một tên một luôn. Ai vậy? Cái tướng lùng lùng, cái mặt ngộ ngộ, nhìn hao hao chú Hai Teo á. Hai Teo? Ừ. Hai Teo mà mất tiền, hai Teo, từ tiền, Hai Teo. Sao giống như là cái điểm béo vậy? Sao giống như cái điểm béo là anh sẽ mất tiền vậy? Thôi, đi ngủ đi anh, không có gì đâu. Không quen mi. Muốn đi lên thiền, mà sợ ra đường. Ra đường cái một chiếc xe lao tới, cái mình một chia làm hai. Hơi sợ quá, thôi ngủ luôn. Vậy đó chú, chú thấy không? Mày ưng. Bởi vì làm sao mà không sợ được. Ý mày nằm mơ, mày thấy mà đất mình bị mất trắng á hả? Dạ. Thôi sao buôn bán với mấy thằng này thì hùng hạt chứ tụi bay tao mệt. Thôi Hải ơi, tao nói thiệt nha, đừng có lo. Tại vì người ta có câu á, mình mơ làm sao á thì ngoài đời á là ngược lại. Mày mất cái gì ở trong mơ á là chắc chắn ngoài đời mày sẽ được. Tao không có dưỡng đâu. Mày làm ăn á là mày phải có cái lòng kiên nhẫn, như phải cái máu liều thì mày mới lời được chứ. Trời ơi, cái gì chưa gì mà rét rồi trời. Phải rồi, lo tiền cho vợ con, tương lai vợ con rồi tê chứ. Cái dưỡng tao nhức đầu quá. Bây giờ ý mày muốn làm sao? Bây giờ là con muốn bán á, con muốn... Mà tao không muốn bán. Con muốn giữ vốn ở đâu? Tao không thôi, thôi được rồi, khỏi. Nó muốn bán thì sẽ có người mua. Được rồi, mày bán đi, tao mua lại. Cái phần của em á hả? Tao mua lại hết phần của mày luôn. Thiệt không? Ừ. Hứa nha. Quân tử nhất ngôn. Bán luôn. Thấy mát tay không? Mát tay không? Mát sạch, mát rủi luôn. Thôi chú. Giờ hai chú cháu mình chia ha. Bây giờ mỗi lần mình chia 5 đi. Chia 5 ha. Cho nó dễ. Rồi giờ con lấy 5 đi. Con lấy 5, con lấy 5. Cứ yêu đi vì cuộc đời con cho phép. Và cứ say đi vì ta còn có ngày nay. Vì ta còn sống. Vì ta còn sống. Ồn ào quá, chỗ ta đang chia mà cứ ồn kia gì vậy chú? Chú mới đi coi cái nhà gì vậy? Mệt mỏi hai chồng mày á, chia gì hỏi chi? Chia đi đi. Hai nằm đi đâu đi. Chiều nào cũng đánh quần đánh áo biết đi đâu. Còn lấy nằm đi. Em nấu đi, em nấu cho chú xem nghe xem là rồi, mình đi đâu. Tại vì bây giờ á, chồng con hả, giờ ý với đại gia. Con ý với kiều nữ vậy. Trời ơi. Nào, anh cũng sắp sửa cho con đi coi ca nhạc, rồi coi phim, mua đồ đó. Hai chồng mày nói chuyện mà không sợ thục lưỡi. Thục lưỡi gì? Trời đất ơi, kiều nữ nè, kiều nữ tới gớm không? Còn đại gia khu ổ chuột. Trời đất ơi. Đại gia người ta hưởng thụ giống như y chang như đại gia có gì. Thôi, đâu. Chứ đâu có phải rảnh rỗi ngồi đây mà nếm mấy cái hòn ở trong hồ nước. Trời ơi, đi chơi thủy đá nè. Đất ơi. Rồi xong. Ôi dạ. Nè, bao nhiêu tiền đâu. Chặt tay á. Mấy người vừa phải thôi. Bước vô một cái là làm, cái này là cái gì không? Làm người ta lộn hết rồi nè. Chia cái này là cái gì không? Cái gì vậy chú? Ô quan gì? Ô quan cái gì mà ô quan? Rảnh lắm sao chơi ô quan? Nói cho biết nghe. Viên đá này chỉ là tượng trưng thôi. Ừ. Nhưng mà mỗi viên đá là 1 triệu đó. Ừ. Cái gì? Đá này 1 triệu, đá quý hả? Đá ngầu kìa. Đâu phải đá quý đâu. Sát gia đình mẹ. Nó đụng. Con đụng vô đâu? Ủa tôi. Để tôi nói cho rõ ràng cho hiểu. Hai đứa tôi đang chia tiền. Tiền gì vậy chú? Tiền lời tụi tôi bán đất. Tiền lời bán đất đó. Bây giờ á là tiền để trong ngân hàng. Lấy sỏi này ra để tượng trưng. Chia ra xong rồi mới bắt đầu quy đổi thành tiền. Ừ. Lúc đó tới ngân hàng rút ra một lần. Hiểu không? Không. Trời đất ơi. Bệt quá, giờ con lấy 5 đi. Sao cái nguyên tố này là phải cả mấy trăm triệu luôn nha. Khoảng đó đó. Nói nhiều quá. Con lấy 5 đi. Con lấy 5 đi. Cái gì vậy? Anh nhìn người ta đi. Đó người ta biết mua đất kiếm tiền. Anh không biết học hỏi theo gì hết trơn á. Có chú Hai nè, có anh Tú nè. Không biết mở cái miệng ra mà xin xỏ mà học hỏi để xin làm ăn chung. Hùng hạp đồ vô. Giờ ta nấu nhiều quá. Đáng lẽ là anh là cũng ngầu đây anh. Đáng lẽ anh cũng đếm cái tiền này đây nè. Ở đâu ra? Cái gì nữa con cũng vô. Hùng vốn vô mẹ. Hùng nào?
Có không Mi? Có không chú? Không. Có không kìa? Có không Mi? Không có. Chú, con có Hùng, chú nấu con có Hùng nha, vợ con nói vui đi. Thôi mệt quá, để ta nói cho rõ ràng nè. Nói đi chú. Đúng là trước đây thằng chồng mày có rút tiền ngân hàng để Hùng mua đất với chú. Đúng rồi. Đó, vậy là tin của ảnh rồi. Nhưng mà nửa chừng á, nó chết nhát ha, nó sợ bị lỗ, nó mới nhường cái phần của nó qua cho thằng Tú, hiểu không? Thì bây giờ á, chú bán cái miếng đất đó có lời thì chú chia cho thằng Tú. Đúng rồi. Chồng mày nó đâu có Hùng trong mày nữa đâu mà đòi chia. Để nói cho nghe thầy, cũng tại nó, chính nó là người hả giới thiệu cái miếng đất này cho tôi chứ bộ. Nó yếu bóng vía thì nó ráng chịu, bây giờ tiền lời thì tôi với chú hai chia, đâu có liên quan gì đâu. Đó. Rồi con lấy năm nữa. Dạ con lấy năm nha. Anh cái này ít nhất đứa cũng được 200 mấy triệu. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Dạ. Đất luôn. Em làm gì anh đâu mà anh đứt ruột. Có tiếc đứt ruột. So sorry, so sorry, I am, I receive you and I hear, I am. Cô nói tiếng Việt được không nhỉ? Nếu không thì cô lên mạng cô dịch hộ tôi chứ tôi nghe tôi chả hiểu gì cả. Chắc là tại vì tôi nói dở quá, tại vì nói thiệt với thầy á, nghe người ta đồn á là mình cứ phải dặn miệng đi rồi mình sẽ giỏi, đâm ra là cứ thế là hai em ai mời à. Ring a you ring a water. Ok. Cô nói tôi hiểu tôi chết liền đi, cảm ơn cô. Thầy uống nước đi thầy đó. Không biết có đúng hay không. Dạ thì bây giờ cảm ơn thầy trước hết là rất là vinh dự vì thầy đã quá bộ đến đây. Và thứ hai là bây giờ xin thầy cho biết cái điều tế nhị là thầy tính lấy sao, lấy bao nhiêu. Ui giời, cái đấy thì có mẹ gì đâu phải tế nhị. Tôi nói thẳng luôn à, như người ta ấy thì bình thường thì giá nó cũng thấp thôi, nhưng mà tôi nghĩ đâu là cái thuộc dạng là yếu lắm. Yếu lắm. Dạ.